Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phân Thân Thập Hội. Phẩm thứ hai: Lúc hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc bây giờ, hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trên thế giới có địa ngục trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số các thế giới đồng hội hợp tại nơi cung trời Đao Lợi. Nhờ thần lực của Như Lai, những hóa thân ấy hiệp cùng những chúng sanh đã thoát khỏi chốn nghiệp đạo ở các thế giới các mười phương, đồng đến 100.000 muôn ức na tha, đồng cần hương hoa đến cúng dường Phật. Những đại chúng hiệp cùng những phân thân ấy đều do Ngài Địa Tạng giáo hóa, làm cho uy kính ngôi Tam Bảo tròn không còn thoái thất nơi tâm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những đại chúng đó từ kiếp lâu xa trở lại đây đã trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu đủ mọi sự khổ chẳng lúc nào được dứt, nhưng nhờ sức đại từ Ngài Địa Tạng và sức thể nguyện rộng sâu của Ngài mà hết thảy đều được chứng thiền quả. Những đại chúng đó khi vừa lên đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Phật an ủi ủy thác. Lúc bấy giờ, Đức Phật giơ cánh tay sách vàng xoa đảnh hóa thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số các thế giới mà dạy rằng: từ kiếp lâu xa trở lại đây, ta ở trong đời ác ngũ trượt, giáo hóa những chúng sanh can cường nhiều tội khổ như thế, làm cho lòng chúng nó được điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần chúng sanh vẫn có 1-2 phần chúng sanh quen theo chánh tánh ác. Muốn độ những chúng sanh đó, ta cũng hóa hiện ra nhiều thân, lập ra đủ mọi phương chức trong những chúng sanh đó. Hoặc có những kẻ tâm trí sáng lệ, nghe pháp của ta thời liền cảm nhận, hoặc có những kẻ phải ân cần chỉ bảo mới mong chứng được thiền quả, hoặc có những kẻ vì tội nghiệp hết sức sâu mà chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta hiện ra nhiều thân, độ thoát hết thảy chúng sanh bội mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trời rộng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra núi, rừng, sông, ngòi, ao, rạch, suối để làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc ta hiện ra thân Phạm Vương, hoặc hiện ra thân Thiên Đế, hoặc hiện ra thân Luân Thánh Vương, hoặc hiện ra thân Quý Phật Tiểu Vương, hoặc hiện ra thân Tệ Phụ, hoặc hiện ra thân quan lại, hoặc hiện ra thân cư sĩ, thậm chí hiện ra thân Thanh Văn, Bích Di Phật, A-la-hán, Bồ Tát, chớ không phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta trải qua bao số kiếp nhập nhằn độ thoát những chúng sanh can cường nhiều tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa được điều phục thời phải theo nghiệp mà thọ báo. Ví dụ lúc kia những chúng sanh ấy bị sa đọa vào chốn ác đạo, ông nên nhớ nghĩ ta ở nơi cung trời Đao Lợi đây, ân cần phó chức mà cánh được độ thoát chúng sanh, làm cho chúng sanh ở cõi giới ta bà đây cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời đều thoát khỏi những sự khổ, được gặp Phật, được Phật thọ ký. Lúc bấy giờ, hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát 100.000 muôn ức tất cả các thế giới hiệp chung lại một hình, chắp tay rơi lệ thương cảm mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa trở lại đây, con nhờ Thế Tôn tiết độ giác diệu mà làm cho con được thần lực không thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con cũng ở trong 100.000 muôn ức các thế giới hóa hiện ra 100.000 muôn ức thân, mỗi thân con lại độ thoát 100.000 muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo thoát khỏi luân hồi hưởng vui niết bàn. Nếu có người nam, người nữ nào trong đạo Phật làm việc tốt chỉ bằng sợi lông mái tóc hay các mệnh trần hoặc chỉ nhỏ bằng mảnh năm tóc, con đều lần lần độ thoát, làm cho họ được sự lợi lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì sanh ác nghiệp ở đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì sanh ác nghiệp ở đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát tách bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được thọ nguyện. Từ kiếp lâu xa trở lại đây, thường phát nguyện rộng lớn, độ hết thảy chúng sanh rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phần 2 hết. Om ha ha ha, Bổn Sanh Mô Ni So Ha.